Đây, vườn của bạn Quang. Đây là ở đâu hả? Ở đây là địa danh gì hả? Đây là ở xã E Sin, huyện Krông Búc. E Sin hả? Xã E Sin, huyện Krông Búc. Búc. Đây là những cái quả đang bị gọi là cam này, vườn cam này. Cam này. Ừ. Thì mình sẽ xử lý bằng cái phân quét này. Đến hồi khoảng tháng rưỡi nữa nó ra những cái lứa quả mới, mình sẽ quay lại. Cái vườn này nó bị khoảng cỡ 50 đến 60%. Quang là lâu nay là cũng lấy nhiều loại thuốc rồi đúng không? Nhiều loại. Thế như anh em nó đánh giá cái vấn đề gọi là dinh dưỡng với chích thuốc thì thấy có đúng vậy không? Chắc cũng phải cũng xử lý theo cái dinh dưỡng, cũng xử lý theo chích thuốc rồi đúng không? Mình cũng xử lý nhưng mà nó không đạt hiệu quả. Trái chanh thì vẫn bị sần mà nó kêu nhìn đỏ với phấn trắng là nó trái chanh nó vẫn bị sần, mình xử lý cái đó vẫn không hết. Như cái chỗ nhìn đỏ thì mấy ngày mình phun một lần? Nhìn đỏ với phấn trắng là 10 ngày mình phun một lần. Còn mình xử lý cái chích thúc mình xong khói đó là mình 4 ngày mình xong một lần. 4 lần xong rồi mà không hết. Chỗ này là 5 hết đấy. Mình sử dụng cái máy nó xông khói luôn mà cũng không ăn thua. 5 hết cho dự án 50 hết. Đây không có bông mà để gửi cho mua gửi cái làm bông á. Phun như của anh Giao ấy được nó dài từ đây tới đây không có bông này. Mình phun là bây giờ nó ra từ cái mắt chỗ đây ra này. Không, cái số này là giờ phải cắt hết. Là có bông không này. Không để được tại vì nó mình để nó dài nữa là nó chấm đất rồi nó không thơm. Đúng rồi, anh Giao kêu quay cái dàn phần đuôi này rõ cho anh thấy. Để anh về anh học anh làm. Đây, dàn đuôi là ở dưới một đường cách khoảng cỡ 1 mét. 1 mét á hả? mét hai, mét tư. Trên này là cỡ mét mấy? Mét tám à? Hả? Chị dàn mình thì cứ 2 mét thôi. 2 mét phải không? Trên 2 mét. Xuống cấp cái đoạn này xuống này. 80 hả? 80 phân, 90 phân. 80 với đây mét hai nữa là 2 mét nè. Để anh giao anh làm, anh hỏi là quay kỹ cho anh, để anh bắt trước anh làm. Đường trên đường dưới. Đường trên thì vẫn dăng 90-90 hả? Ừ. Đường trên là dăng ô 90-90 hả? Là mình lợi thêm một đường đây thôi chứ đúng không? Nếu mà ấy là mình thêm một đường này thôi chứ.